Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với miền núi Tây Bắc. Ngày hôm nay thì Lượng đưa các bạn đi khám phá chợ phiên của xã Xính Chén, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Chợ thì họp vào sáng ngày thứ tư hàng tuần nhé. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng mình khám phá phiên chợ vô cùng là đặc sắc ở nơi đây. Xin mời mọi người. Và chợ cách trung tâm huyện Simacai thì tầm 9 km các bạn ạ. Ở khu vực này thì đồng bào vùng cao họ buôn bán những cái mặt hàng nông sản sạch rất là đông nha các bạn ạ. Em ơi, anh hỏi đây là bánh gì đấy? Đây là bánh ngô. Bánh ngô à? À, làm từ ngô nếp không có thể? À, ngô nếp à? Cái ngô nếp mà hôm kia mình đã nói. À, cái ngô nếp. Ôi, đây con sóc này, đẹp chưa? Ở khu vực này thì mình quan sát họ bán rất là nhiều dưa này. Cái này là thảo quả đúng không Dín nhờ? Thảo quả này các bạn ạ. Cái này đến mùa nó chín rồi. Thơm lắm. Cái này mang về xào thịt trâu, thịt bò thì tuyệt vời. Cái này là cái quả gì đấy em nhờ? Cho câu con là ta sẽ ông chỉ cho con bấy lửa lạ thôi cha à. Em không biết dịch tiếng mông, tiếng kinh ra như nào nhưng mà tiếng mông thì em biết nhưng mà không biết dịch tiếng kinh. Không biết dịch là việc quả gì. Cái này dùng để làm gì á, xào hay luộc ăn đấy? Ăn rồi con. Cái đây là để ngâm. Ngâm rượu à? Không phải ngâm rượu nhưng mà ngâm muối á. Không ăn ngon lắm luôn. À, ngâm muối để ăn à? Vâng. Cái này là họ trồng chứ nhở? Hay lấy trên đồi về? Chắc là khó ấy hả? Cho mà. Trồng mà. À, trồng rồi. Ngâm đẹp cho đến khi nào mà cái màu trắng này nó thành màu hồng ngon lắm, ăn ngon lắm luôn. À, ngâm lúc nào cái màu trắng nó đổi thành màu khác à? Vâng. À, thì ăn nó ngon lắm mà. À, ngâm với muối. Nước muối. Ở nơi đây thì đa số là họ bán những cái mặt hàng nông sản sạch này. Theo mình quan sát thì đa số là rau củ quả đồng bào vùng cao họ trồng được và ra chợ để bán rất là nhiều. Ở góc bên này thì mình thấy những bà cô bán rất là nhiều nông sản sạch này. Còn đây là những cái quả cà dái dê đồng bào họ cũng trồng được mang ra chợ để bán. Còn ớt này rất là nhiều các bạn. Tuyệt vời. Cháu chào cô ạ. Cô đang đan cái gì đấy hả cô? Nè. Cái này để làm váy làm túi à? Nè, 2 triệu ạ. Đan được một cuộn này đi bán là được 2 triệu à? Ừ. Thì bao lâu mới đan xong ạ? Cô không hiểu các bạn, chắc khá đấy, đẹp lắm các bạn ạ. Đây thì có mấy con chim bịt non này, đẹp chưa? Mới rau sạch rất là nhiều. Các cháu cô ạ, khu này thì hai cô bán rất là nhiều thuốc này. Cái này là cây mật gấu này các bạn ạ, dùng để chữa bệnh gan. Cái này thì họ vừa mới chặt về mang ra chợ bán. Này còn tươi nha các bạn ạ. Nó vẫn còn chảy nhựa ra này. Cái này thì nó sẽ màu vàng như này. Nó là thuộc dạng dây nha các bạn ạ. Này đun nước uống nó sẽ có vị đắng đắng nhá. Đây là những cái linh kiện để chứa bệnh dạ dày này. Còn này cái này cây bổ máu này. Đấy. Ai máu xấu mà phải đun nước uống. Hoặc là ai mà tăng cân thì này lấy cái này đun nước uống nhá. Rất là nhiều cây thuốc này, đây là có cả cái củ bảy lá một hoa luôn này, này mang về trồng được, có hai củ này các bạn ạ. Đây, cái bảy lá một hoa này, cái này cái giống lá nhỏ nhé các bạn ạ, giống lá nhỏ thì củ nó không lớn bằng cái lá to đâu, củ này còn non thôi. Và đây thì mình thấy có ít lan kim tuyến này, lan kim tuyến thì họ lấy được trên rừng về ấy. Bó mà nhà chợ để bán này. Cái đồng bào vùng cao thì họ bán để làm thuốc nha các bạn ạ. Đẹp chưa bạn? Hoặc là dùng để làm cảnh. Nhưng mà trên này thì đa số họ trồng để làm thuốc rồi. Cái này thì nó có tác dụng là chữa những cái bệnh tim mạch này, ung thư gan này và bệnh não nha các bạn ạ. Ở góc bên này có bà cô bán rất là nhiều những mặt hàng thuốc này. Cái này là cái cây nấm linh chi sùng hiêu này các bạn ạ, dùng để chữa những cái bệnh tê chân tê tay mỏi gối này. Ai mà bị tê chân tê tay kiểu kiến bò ấy, mang về đun nước uống hoặc là ngâm rượu nhá.
Cái này nó mọc ở trên núi đá đấy các bạn ạ. Còn cái này là cái sâm đương quy khô này các bạn ạ, họ phơi khô dùng để làm thuốc ấy. Nó rất là thơm này các bạn ạ. Em chào chị nhá. Cái này thì mình bán bao tiền một lọ đấy? 50.000 à? 20.000 à? À, mua hai chai về rang ăn đấy. Vâng. Ngon đấy nhỉ. Những cái chai cào cào này thì họ bắt ở ngoài ruộng đấy. Đấy. Các bạn ạ, tháo quả đến mùa rồi, chín rất là đẹp luôn này. Để mang về ngâm rượu để xoa bóp cũng được này. Đấy. Mà để dùng xào trâu bò rất là ngon nhá. Chào em gái nhá. Đường quy này các bạn ạ, này, họ rửa sạch ra đấy, không còn tí nước, không còn tí đất nào luôn các bạn ạ. Củ này bé thôi, cái này mang về xào ăn thì ngon. Cái này ngâm rượu chưa đủ tuổi nó này, củ nó bé bằng này thôi. Tuyệt vời thật các bạn ạ. Anh ơi, cho em hỏi tí cái này là cái gì vậy? Cái này để đi đựng cơm. Đựng cơm à? Vâng. À. Cái này đan từ cái tre đấy à? Vâng. Đẹp nhờ. Cái này anh tự đan à? Hả? Anh tự đan à hay vợ anh đan đấy? Bố ạ. Bố đan à? Vâng. Đây là mang ra chợ để bán. Cái này thì bán bao tiền một cái? 100 ạ. 100.000 à? Vâng. Đẹp nhờ. Cái là kiểu mình nấu sôi là múc vào đây. Vâng. Xong cho lên mâm. Đẹp thật. Những bà cô đồng bào Hơ Mông vùng cao thì khi rảnh thì họ sẽ thêu như này để làm váy, làm túi các bạn ạ. Đa số là mình thấy những bà cô, chị em gái đi chợ ấy, khi mà ngồi không có khách ấy, thì họ sẽ ngồi thêu những cái họa tiết hoa văn như thế này nha các bạn ạ. Cháu chào cô ạ. Cái này mình hái trên rừng về mang ra bán à bà cô? Đây những cái quả dâu da rừng này các bạn ạ. À. Hái được mang ra chợ bán. Còn đây là những cái quả tê nha các bạn ạ. À. Những cái quả tê này thì đồng bào vùng cao họ hay sử dụng lắm các bạn ạ. À. Cái nó thơm, là một trong những cái gia vị mà không thể thiếu được của đồng bào vùng cao này. Còn bên dưới này là những cái quả cà chua này. Cà chua thì họ cũng trồng được này, mang ra chợ bán rất là nhiều. Đẹp lắm các bạn ạ. Đây hẳn một chậu dâu da luôn này. Chợ phiên Xính Chén Simacai là một trong những cái chợ phiên mộc mạc đặc sắc nhất ở khu vực tỉnh Lào Cai mình nhá các bạn ạ. Ở đây thì đồng bào thì họ tự trao đổi buôn bán những cái mặt hàng nông sản sạch họ trồng được mang ra chợ để bán thôi. Góc bên này thì có các bà cụ bán những cái ớt như thế này này. Phiên chợ nơi đây thì vô cùng là tấp nập này, người dân đến trao đổi buôn bán những cái mặt hàng nông sản sạch rất là nhiều nha các bạn ạ. Chào cô ạ, mình mua được cái gì đây ạ? Cá. Cá à? Mua được cái gì là cho bao tải đi về à? Đây là hai mẹ con à? Phải ạ. Cảm ơn nhá. Chào cô nhá. Đây bà cô bán ớt. Ớt này mình bán theo bát à cô? Ớt này mình bán theo bát à? Mỗi một cái này bao tiền? 10.000 à? 10.000 một cái bát ớt đấy. Còn cái này ớt nhỏ này, ớt đặc sản vùng cao này, ớt này ăn cay lắm các bạn ạ. Thế còn ớt này bao tiền một bát? Đúng thế à? 15. À, ớt này ngon hơn, đắt hơn à? Ớt này cay lắm nhỉ?
Cái này thì bán bao tiền hả bà? 10.000. 10.000 một cái ống sen này. Vâng. Đấy. Họ đa số là bán theo bát và theo ống thôi các bạn ạ. Đây là ớt nghiền này, họ nghiền thành bột mang đi bán, cũng bán theo bát luôn. Đây là ít củ kiệu này. Đây có còn bìm bìm đẹp lắm các bạn ạ. Đó chào bà nay bán được nhiều hàng chưa bà? Bà có lẽ là không biết tiếng phổ thông các bạn ạ. Bà cũng khá là cao tuổi rồi. Khu vực đường đi lên trên kia là khu vực mình vừa đưa các bạn đi khám phá. Khu vực này thì họ bán rất là nhiều những mặt hàng nông sản sạch, đặc sản vùng cao. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi khám phá tiếp bên này. Đi sâu vào bên trong này thì và tít trong là khu vực họ bán trâu này, lợn này, gà này, chó này, chim này. Và ở góc bên tay trái mình đây là khu vực trung tâm chợ chính này. Ở bên trong thì họ bán rất là nhiều những cái mặt hàng thổ cẩm này và những cái mặt hàng ẩm thực chợ phiên này. Ở trong kia thì có rất là nhiều những cái món ăn ngon nhá. Họ tự tráng và làm từ thịt lợn đen các bạn ạ. Góc ở bên này là góc của những bà cô người Nùng, họ bán những cái bánh ngô này, xôi bảy màu này và một ít bánh giá nếp cẩm này các bạn ạ, tuyệt vời lắm, bán cả lạc luộc luôn. Chào cô ạ. Này là xôi nếp cẩm với lại gớt cả cô. Đây, cô bán lạc này. Mình là người Nùng chứ hả cô nhỉ? Vâng. Đẹp quá. Đây có hai cháu gái mặc trang phục truyền thống của đồng bào người Hơ Mông này, rất là đẹp này các bạn ạ. Chú cảm ơn nhá. Đẹp quá, xinh gái quá. Lợn đẹp nhỉ anh nhỉ. Con này mình bán bao tiền nhỉ? 1.3 triệu một con lợn đen này thôi. Này thịt được đấy anh nhỉ. Ngon đấy. Con lợn này mình bán bao nhiêu ấy chú? Bán 3 triệu. 3 triệu. Này, lợn đen là đồng bào mai ra chợ bán. Giá cũng rẻ rồi các bạn ạ. Đây là khu vực chỉ dành riêng cho quý ông này. Đây là khu vực họ bán chim và chơi chim nha các bạn ạ. Đây thì đa số là chim mi thôi. Cái này ở nhà có điện không mọi người? Cái này ở nhà có điện, tí điện nào? Ở góc chim này thì họ tụ tập rất là đông người đến trao đổi này các bạn ạ. Họ thì đi bán chim này, một phần đi chọn chim và thi tiếng hót của chim này. Đấy, những con hòa mi này rất là thuần, đẹp lắm các bạn ạ. Còn đây là khu vực của những bà cô người Hơ Mông, họ bán hạt đậu tương này. Họ trồng được xong là tách hạt vào nhà chợ để bán.
Ở vùng cao thì họ hay ăn ốc đậu, những cái mặt hàng như kiểu hạt đậu tương này thì bán rất chạy nha các bạn ạ. Rất là vui đi đại ca. Đây các bạn ạ, những cái hạt đậu ở trên vùng cao thì họ trồng ít có phân bón ấy, hạt nó bé thôi, không được lớn như ở dưới xuôi đâu nha các bạn ạ. Em chào chị ạ. Chị bán thuốc à chị? Ừ. Cái này là thuốc gì đấy à chị? Cái này là thuốc đại tràng. À, thuốc chữa bệnh đại tràng này các bạn ạ. Thế còn cái này là thuốc gì đấy ạ? Cái này là đau xương khớp tê chân tay. À, đau xương khớp tê chân tay là cái loại này đấy à? À vâng. Em cảm ơn nhá. Còn cái quả này chữa bệnh gì đây? Cái này chữa bệnh tự nhiên là đau bụng hay là chữa con à, trẻ con sốt luôn. Cái này là dùng để chữa bụng đầy hơi đấy. Ở đây thì có bà cụ đang mua len về để đan đồ thổ cẩm này các bạn ạ. Tôi chào cô ạ. Cô bán thuốc. Đây à? Vâng ạ. Đây là chai thuốc xương khớp à cô? Ừ, xương khớp mà. À, thuốc xương khớp này. Cô rất là nhiều loại thuốc luôn các bạn ạ. Cái này trị bệnh trĩ này. À, dạ dày này. Viêm xoang cơ gan à, viêm gan, sỏi thận này. Con này bán hết chân rồi à? Bán hết hai bộ rồi. Bán hết hai bộ rồi. Hai bộ. Cái này mang về ngâm rượu được không? Ngâm luôn rượu mà lấy cho chăn mỏng mỏng lên luộc thịt ăn thì... Ờ, nấu thịt ăn thôi. Không thể ngâm rượu được à? Này thấy cô bảo chữa được rất nhiều bệnh nhá. Bảo chữa được cả bệnh vô sinh này các bạn ạ. Cái nhau cả. Chào em nhá. Em bán túi à? Túi này thì em bán bao tiền một cái? Có nhiều giá. Như cái này chẳng hạn 50.000 à? Này em tự làm hay em mua đâu về đấy? Tự làm. À tự làm à? Đẹp nhỉ. Đây con em đây à? Con cô. Con cô à? Em lấy chồng chưa? Chưa. Em năm nay bao tuổi? 19. 19 tuổi à? Rồi, cảm ơn em đã xem tôi đi. Đẹp thật đấy các bạn ạ. Chào cháu cô ạ. Đấy, cô bán túi à? Túi này mình tự làm à cô? Làm à. Đẹp nhỉ. Bao lâu thì làm được một cái túi như này à? Cái túi này bao nhiêu? Làm hết bao nhiêu lâu ạ? Có hả? Mấy ngày được một cái túi này? Mấy ngày một ngày thì làm thêm 10 cái. À, ngày được một cái. Ôi, cái này còn có cả hình mặt người có đẹp nhỉ. Rất là khéo tay nha các bạn ạ. Đẹp lắm. Cô xem cái này tí. Đẹp chưa các bạn? Này còn cái này cũng vô cùng là đẹp này các bạn ạ. Tuyệt vời chưa? Còn đây là gian hàng họ treo những cái điệu trẻ con ấy, bán rất là nhiều này các bạn ạ. Bên trong này là những cái quán phở này. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn khám phá một số món ăn ngon ở trên vùng cao này nhá. Đây các bạn, đây đa số là thịt lợn đen này. Rất là ngon nhá. Còn đây là nhà phở mà đồng bào vùng cao họ tự tráng này.
Còn bên này là hai nồi nước dùng phở. Đây có ông bác sáng uống rượu. Chắc là lâu ngày không gặp bạn bè, uống rượu say giờ nằm ngủ tại chợ này luôn các bạn ạ. Cái này là thịt lợn đen nhờ cô nhờ. Thịt lợn đen rất là ngon này các bạn ạ. Đây gà bản, con gà này chắc phải tầm 2 cân đấy các bạn ạ. Còn đây là chảo ốc đậu nhá, một trong những cái món ăn mà không thể thiếu được của những cái chợ phiên đồng bào vùng cao. Còn ở góc bên này thì họ bán rượu này. Đồng bào vùng cao thì đa số là họ bán rượu ngô thôi các bạn ạ. Tuyệt vời lắm, uống không sợ đau đầu đâu. Thì có bà cô mang hẳn chai 10 can 10 lít đi mua rượu này. Các cô bộ quần áo đẹp quá. Cháu cảm ơn nhá. Như vậy thì Lượng vừa đưa các bạn đi khám phá xong khu vực chợ phiên rồi. Nơi đây, bây giờ Lượng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video trong kênh của Lượng trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.